lấy cây xài XS chị. XS đấy chị Loan. Vì em thấy mấy đứa ở chỗ mình đấy tay nhỏ chị này, size S nó bị rộng. Hồi trước có hồi chị đặt tọt XS. Tay em đi đi S cũng rộng này. Có ai tìm đâu. Tụi mình mình hiền trong rồi. Có mụn non to lắm này, cảm giác hắn bị đứt đứt đúng không? Chị đang tưởng tượng rất là lên rất là đã. Nhưng mà mày biết có mụn nó đẹp này, nó không tròn nó kìa.
thấy đứt đứt gốc á. Nó ăn chè rồi hả? Còn ai chưa ăn ta? Còn ai chưa ăn chè? À. Anh Hoàng không ăn. Anh Hoàng kêu là ăn anh thịt trắng chứ không thích ăn thịt cái đen á. Đu cả đêm. Rất mà ngày vẫn ị lên xe chị à Hiền. Ngày vẫn ị lên xe chị mà. Thật ra mụn đến nhỏ quá, không to. Mình nhìn gần thì mình thấy rất thôi chứ quay lên mụn hơn nó không có gốc ạ. Nó cứ đứt đứt này, nó có cái đít đấy.
Dạ đúng không anh? Sợ mà phải. Bình thường thì sinh xong chị ăn nhiều không? Thế? Sinh xong chị ăn nhiều không? Ăn mà vẫn mập. Ăn đi mà vẫn mập hả? Ăn nhiều bữa hơn. Rồi có ảnh rồi ảnh hưởng sữa không? Cho hết luôn thì họ có mấy cục nữa thôi. Ráng mấy cục nữa. Mụn cứng lắm. Chấm bây giờ mẹ nhìn có độ đàn hồi á. Dạ mẹ có độ đàn hồi. Bóp nó không có ra từ từ giống như bình thường. Được cái cằm đi con to to hậu hề. Ôi xôi. Nhìn xa mà tưởng đó. Nhìn xa tưởng sang á. Mà đứng gần thì không sang ha. Thôi được không?